Nếu bạn chạy nhanh, 22 tuổi bạn đã có nhà, xung quanh tràn ngập những lời tán thưởng. Nếu bạn chạy chậm, 30 tuổi bạn vẫn lênh đênh trên con đường theo đuổi lý tưởng. Có người vì ước mơ mua nhà mua xe mà bạt mạng cả đời. Cũng có người chỉ vì bỏ tiền mua chiếc mô tô rồi cưỡi gió thầm thú khắp mọi miền đất nước. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Sống một cuộc sống như thế nào? Chỉ cần bạn không hối hận là được. Không phải ai cũng có thể thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Cũng đừng dùng bát cơm để so sánh sức ăn của một người. Có người thích ăn ngấu ăn nghiến, nhưng cũng có người thích nhai kỹ mới nuốt. Cho phép người khác trở thành người khác, cũng cho phép bản thân trở thành bản thân. Mỗi một độ tuổi đều có những ý nghĩa riêng. Hãy cứ làm theo con tim mình mách bảo là được. Không phải tất cả các sự lựa chọn đều phải có một quyết định chính xác. Chỉ cần bạn nghĩ, bạn có thể lựa chọn những điều mà bạn thích. Dọc đường ta đi sẽ luôn luôn có hoa nở, và sau này cũng vậy.